Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là các hậu trường của một bộ phim mới. Bộ phim này là một bộ phim đầy ý nghĩa và nhân văn. Cái quan trọng là mồ hôi đã ướt hết người rồi. Vừa tắm xong. Mang dậy khăn ướt. Tối nay kiếm cái gì thít nó lại không có nó tụt. Thế bây giờ là xin giới thiệu đạo diễn chính là đang quay phim và đạo diễn chính nước đang chỉ đạo. Còn đây là nhóm ekip quay, nhóm trưởng, các loại nhóm trưởng chứ không có nhóm phụ. Không có phó. Nhéo chim là rất béo rồi. Đâu có giúp được. Sau đến đoạn lời hay của em giúp đoạn thoại dài vào đây à? Bắt đầu kể nhưng mà em không biết kể kìa. Không phải kể, người đến kể cho đọc, xong rồi mình sơ cảnh. Kể coi như là không cần lấy rồi là xong rồi, kể xong đưa về nhà xong. Đâu. Không phải chấm luôn rồi. Con này phải đọc chim để mình xong rồi mình chuyển về những kia về kẻ chân trắng. Đúng rồi. Đấy. Thì sao em cầm tờ giấy em kể? Em ở quê mới đọc tờ càng tùng mới lên trên cái này làm ăn. Nhưng mà cái kia là không cần phải kể bây giờ. Đúng rồi. Còn cái kia là không được nhìn giấy thì bây giờ mình kể đâu, lại. Mình chỉ nói đến cái chỗ này là xong. Đúng rồi. Anh nhà ông Tùng này, ông ấy viết không viết luôn lời vào đây để cho mai nó kể đoạn kể này. Cái đoạn kể là đoạn hồi ức lại. Thôi không cần thì lấy cảnh như lòng, hiểu chưa? Ông đấy, cắt ghép thoải mái. Hồi ức thì thằng Tuấn chạy phụ đề cho anh. Dẫn đi, dẫn đi, dẫn đi, dẫn đi. Sau khi mà mình bắt đầu mở mồm ra kể cái là cắt xong đến là của bạn rủ cô gái luôn. Chân chỉ nhé, chân chỉ ngồi pho này. Mày không thấy xấu hổ à? Xem lại bản thân mình đi. Một người đàn ông đã làm được gì cho một con gái chưa? Mở nay về lấy tiền, mai về lấy tiền. Nay đòi cái này, mai đòi cái lọ. Thân xác của em là của em. Nhưng tại sao em lại hành hạ em ấy? Hết về vật chất, về tinh thần. Cuộc sống hai người đã rất khó khăn. Lên trên này đi làm ăn, kiếm được đồng tiền chắc chiêu. Để no lúc ốm lúc đau. Mà sao nay em cứ đi cờ bạc. Cờ bạc em cứ ước mơ biệt thự của ta về làm toilet nhà em. Em hãy suy nghĩ lại đi. Em hiểu chưa? Anh cảm xúc. Thưa anh. Nó về đến đoạn thưa anh nhá. Lối được, đoạn đấy lối được. Lối mà vẫn lối mà. Lối được, lối được, hết của hai máy này là lối được. Mình cũng buồn cười như thế, nó giả tạo hết. Em gái, tôi chụp em gái. Lấy cả em luôn đấy. Lấy cả luôn đấy, mặt nghiêm trọng à? Em nhìn mặt nói. Nhìn mặt của anh ấy. Chuẩn bị chưa? Hai ba, diễn nào? Phương à? Thứ nhất, không Phương. Đổi không đổi. Thứ nhất, em và Phương cuộc sống hai người rất khó khăn. Mới phải đi lên trên này làm ăn. Em lại lên trên này du nhập theo cuộc sống của xã hội, bắt nhịp theo cuộc sống thành phố à? Em không nên. Mải mê cờ bạc, không lo làm ăn, không quan tâm đến người yêu lúc ốm lúc đau. Cái số tiền em đi dành dụng được là để chăm lo cho cuộc sống của hai người. Mà tại sao em lại lấy đi? Đấy cờ bạc, hả thằng ngu? Hay rồi, dài rồi, nó phải dài liên. Chuyển sang bên này luôn để cho các bạn toàn được cả ba rồi. Anh xin qua ba ấy. Đấm lại nhá. Đưa lên đây bạn vào gọi điện luôn, liên mạch luôn nhá. Thì lúc đấy là đang đứng phía sát này. Sau đây mà bạn nói ơ đại ca thì em sao làm được thoại thôi nhắn nhả thì em đã đọc thoại buồn không? Mày là đàn ông đồ hèn, bàn tay này không đánh con gái, bàn tay này bàn tay kiếm tiền. Đấy, cho đấy đồ tạm cho gì? Xong nhà nữa. Xong rồi bạn giải thích được. Ôi trời ơi. Đấy, anh đọc kia đi. Ôi trời. À, chú Dương Minh Tuyền, con của ông Tiến ạ. À? Tiến nào? Đấy, ký cho các cháu đây. Ôi trời ơi.
Tôi nói ba câu đi. Đấy, nó về đây, để em chụp ký hết các cháu nhá. Con chú mượn cho ai cửa này, chú kê lên. Đây là các bạn nhí đang xin chú ký của chú mượn. Này, con này đi qua. Đấy. Đây là đang xin chữ ký của anh Minh Tuyền luôn nè. Rồi các bé ơi, giơ tay nào, chào nào. Ok. Đây là không có cả fan của anh Khá Bảnh nữa đấy. Không cần như đi tù rồi. Ok. Các cháu thích Dương Minh Tuyền hay Khá Bảnh? Cả hai ạ. Cả hai đúng rồi. Người này hơi bị tham đấy nha. Ở đây. Đấy cho anh em lấy. Hello. Nào ra ngồi cùng chú Dương Minh Tuyền đây nào. Anh nhá. Chú bảo này. Tất cả các cháu phải chịu khó học hành, phải ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ thầy cô nhá. Và quan trọng là gì? Sau này làm người tài để xây dựng đất nước nhá. Ok. Cho cháu này. Ôi ôi ôi. Chú ơi, chú thích các cháu lắm, từ lúc nhớ đấy mà bắt tay đứa cho tay. Trời ơi, rồi, quá là bắt tay. À ký cho con đi đây, cho bạn em tờ giấy để ký cho bạn ấy, bạn ấy thích đi. Ôi giời. Đúng rồi. Nào, đúng rồi. Ôi giời ơi, xé hết vở này, vở đẹp ấy. Đấy. Trời ơi, ta. Đây, các bạn nhí đang xin chú ký của Dương Minh Tuyền nhé. Đây anh nhá, không cần phải xin chữ ký. Tất cả mọi người đang quay đây thì các cháu sẽ được lên YouTube. Thì lúc nào mà lên YouTube các cháu để nhớ vào xem. Ok. Nhưng mà nhớ phải quan trọng là gì? Xem có giờ phải học hành nhá. Ok. Thôi cháu chào chú này này. Bắt tay ạ. Nào chào đây, chào chú đi, chào chú đi. Ok, mấy em là chú lại đến đây quay phim tiếp nhá. Bắt tay các cháu, cảm ơn các cháu rất nhiều. Nào mọi người chú sẽ quay clip nhá. Ừ, chào chú Tuyền đi mọi người, các cháu chào chú Tuyền đi. Đằng sau còn mỗi một con. Hả? Con kia hót à? Đằng sau còn mỗi một con thôi. Cháu lâu bé nhất cho con đấy. Thôi để hôm nào chú Tuyền sẽ làm một cái hôm nào chú à, sẽ làm clip cho cháu con những ngày này. Đấy đúng rồi. Hết rồi. Rồi các bạn cũng tin nhau. Đây. Kìa, con nào ra kìa. Chú đến đây chú lại cho các cháu nhá. Thế này là chú Dương Minh Tuyền được phá sản bởi vì là em đi. Như đây là những người hâm mộ Dương Minh Tuyền đang chụp ảnh cùng Dương Minh Tuyền. Tất cả anh em ơi về nhà ăn cơm nhá. Đây đi về quán ông bia đi.